Thưa quý vị và các bạn, trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin như hiện nay, bên cạnh những tác động tích cực thì cũng có những ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa đọc sách trong lứa tuổi học đường. Để khuyến khích các em đọc sách, một số trường học trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã mô hình hoạt động để thu hút các em có thói quen đọc sách. Nhân ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 và ngày sách bản quyền thế giới 23 tháng 4, nhóm phóng viên thời sự có mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cách đây gần 20 năm về trước, khi mà công nghệ thông tin chưa phát triển, thì sách báo in là công cụ duy nhất để mọi lứa tuổi tìm kiếm thông tin, lĩnh hội tri thức. Tuy nhiên, trước sự xuất hiện ngày càng nhiều phương tiện thông tin nghe nhìn như hiện nay, thì văn hóa đọc sách in cũng mất dần vị thế độc tôn. Chính vì vậy, các trường học luôn tìm kiếm các mô hình thích hợp để duy trì văn hóa đọc sách cho các em. Trong đó phải kể đến mô hình thư viện xanh của trường tiểu học Mê Linh, thành phố Đà Lạt. Đây là một trong những mô hình tiêu biểu và đã hoạt động khá hiệu quả. Mô hình này được nhà trường triển khai trong 5 năm qua và được bố trí khá đẹp và bắt mắt, từ khâu trang trí đến bố trí sách theo chủ đề lứa tuổi. Vì vậy mà sau những giờ giải lao, thư viện xanh này đã trở thành góc thư giãn lý thú cho nhiều em học sinh đang theo học tại trường. Dạ, em thích đọc những loại sách về lịch sử, danh nhân và truyện tranh. Nó giúp ích cho em rất nhiều về học tập cũng như là đời sống. Dạ, em rất thích đọc sách. Em tìm hiểu kiến thức từ những cuốn truyện cổ tích, cuốn truyện danh nhân và cuốn truyện lịch sử của đất nước ta. Qua đó giúp em biết được vị trí của các đất nước trên thế giới và lịch sử của đất nước ta và kiến thức đời sống cũng như là thiên nhiên trong cuộc sống ạ. Song song đó, trường tiểu học Mê Linh cũng đã tập trung xây dựng, tu bổ cơ sở vật chất, thư viện đọc sách khang trang, bổ sung thêm lượng sách mới. Ngoài ra, trong mỗi phòng đọc sách đều xây dựng tủ thư viện sách. Với những mô hình của trường tiểu học Mê Linh đã góp phần hình thành và nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách và biết trân trọng giá trị từng cuốn sách ở lứa tuổi thiếu nhi. Ngay từ đầu năm học thì chúng tôi ban giám hiệu đã lập kế hoạch hoạt động thư viện cho cả năm học, chỉ đạo cán bộ thư viện lập kế hoạch năm học, kế hoạch học kỳ, kế hoạch tháng và kế hoạch tuần để tiến hành tổ chức các hoạt động thư viện trong cả năm học đấy. Lý do mà chúng tôi có những cái hình thức để nâng cao cái nhận thức cho học sinh cũng như là động viên chỉ đạo cô giáo có cái cách tuyên truyền để cho học sinh là coi trọng cái việc đọc sách ở thư viện, thì chúng tôi đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ví dụ như là thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đầu tuần, thứ hai đầu tuần. Rồi chúng tôi thành lập một cái góc gọi là thư viện xanh, chính vì những cái hoạt động như vậy cho nên là dù rằng thời nay các em có thể là thu thập nhiều thông tin về các cái phương tiện, nhưng mà cái tinh thần cũng như là cái ý thức để rồi vào phòng đọc sách vẫn được phát triển trong nhà trường. Còn đối với một số thư viện trong các trường đại học, việc chú trọng văn hóa đọc sách in cũng được đặt lên hàng đầu. Thư viện trường Đại học Giassen Đà Lạt qua 10 năm đi vào hoạt động nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên. Hàng năm thư viện này bổ sung thêm 600 bản sách mới. Điều đáng nói ở đây, mặc dù là thời đại của công nghệ thông tin, nhưng sở thích đọc sách in vẫn không hề thuyên giảm trong môi trường đại học này. Em thường lên thư viện đọc sách. Ngoài những buổi học thì tranh thủ em lên thư viện để đọc sách. Một tuần thì em lên khoảng 6 lần. Em đọc sách thì không những để tìm hiểu cho bài học của mình mà còn đọc sách để bổ sung kiến thức. Đọc sách thì em cảm thấy mình được tự tin và tự chủ hơn trong cuộc sống. Có thể nói trước sự phát triển của nhiều phương tiện thông tin nghe nhìn, văn hóa đọc sách vẫn phổ biến trong lứa tuổi học đường. Đọc sách thường xuyên, điều này không chỉ giúp các em tiếp nhận thông tin có chọn lọc mà còn giúp rèn luyện tính kiên nhẫn, khả năng ngôn ngữ, sáng tạo, cảm thụ và có những góc nhìn mới về cuộc sống.